Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trao 48 suất học bổng nâng bước em tới trường năm học 2022-2023 trị giá 4,5 triệu đồng một suất cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn biên giới biển đảo nhân dịp vào năm học mới. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện chương trình nâng bước em tới trường do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, đến nay trên địa bàn khu vực biên phòng của tỉnh có 48 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tại địa bàn đóng quân đỡ đầu đến hết lớp 12 với số tiền 4 triệu 500 ngàn đồng một học sinh một năm học. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã khen thưởng 358 học sinh là con cán bộ chiến sĩ, đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2021-2022.